Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tung virus đuổi tàu Mỹ, Trung Quốc bắt đầu xâm lấn Việt Nam. Một số nguồn tin trong và ngoài nước vào hôm qua 14 tháng 4 đã khẳng định sự xuất hiện trở lại của tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam. Hãng thông tấn lớn của thế giới Reuters đã dẫn các số liệu của Mariner Pacific, một trang chuyên theo dõi các hoạt động hàng hải, cho biết vào hôm qua 14 tháng 4, tàu Hải Dương địa chất 8 được ít nhất một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã hộ tống xuất hiện ở cách bờ biển Việt Nam chỉ có 98 hải lý, tức là 158 km mà thôi. Đây là hình ảnh tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc di chuyển ngoài khơi của Nha Trang vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 14 tháng 4. Và như vậy, con tàu này đã ở trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam và vẫn theo thông tin của trang Marine Pacific đã có 3 chiếc tàu của Việt Nam di chuyển về hướng tàu của Trung Quốc. Vào tối ngày 13 tháng 4, vào lúc 20 giờ 37 phút, trang Facebook của Đại sứ ký Biển Đông đã đăng tải thông tin tàu Hải Dương địa chất 8 tiến về Việt Nam với vận tốc từ 11 đến 12 knot. Tàu kiểm ngư của Việt Nam cũng đang hiện diện gần đó, có lẽ cũng đang theo dõi chuyển động của tàu Hải Dương 8 với ít nhất là 2 tàu hải cảnh, một tàu cá và một tàu dân sự khác mang cờ Trung Quốc. Và ngay sau đó, đến 23 giờ 13 phút, dự án Đại ký sự Biển Đông cập nhật diễn biến tàu kiểm ngư Việt Nam đã tăng tốc gần với tốc độ 12 knot của tàu Hải Dương địa chất 8 và dường như đang bám sát tàu trong vòng khoảng 2 hải lý. Đến sáng sớm ngày 14 tháng 4, vào lúc 6 giờ 57 phút, trang này cũng cho biết tàu Hải Dương địa chất 8 đã tới khu vực cách bờ biển Bình Định ở khu vực đảo Phú Quý, Phú Thứ, Phú Khánh Hòa là 87,5 hải lý. Tàu vẫn đang di chuyển với tốc độ khoảng 12 knot. Đã có thêm 2 tàu Việt Nam tham gia bám sát tàu Hải Dương địa chất 8. Và tàu Hải Dương địa chất 8 là tàu thăm dò địa chất biển của Trung Quốc. Năm 2019, cùng với các tàu hải cảnh đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và thềm lục địa của Việt Nam trong suốt thời gian kéo dài hơn 100 ngày từ tháng 7 cho đến tháng 10 năm 2019. Sự trở lại của tàu Hải Dương địa chất 8 trên vùng biển Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang phải lo chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Và ngay sau những động thái phản đối mạnh mẽ của Hoa Kỳ và Philippines trước sự việc một tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở gần đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa vào hôm 2 tháng 4. Đây là hình ảnh tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc. Sự hiện diện của tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 đã diễn ra một ngày trước khi Việt Nam kết thúc thời gian cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, dự kiến đến ngày 15 tháng 4. Do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, theo chỉ thị 16 của Chính phủ của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu, trước quyết định khó khăn và kéo dài hay ngừng lệnh cách ly xã hội này. Trước đó, vào ngày 2 tháng 4, tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá Việt Nam đang đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và ngay sau đó, Việt Nam đã trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với cá nhân và các nhân viên, công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi nêu trên. Và Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ và 5 thượng nghị sĩ Mỹ đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích việc tàu Trung Quốc làm chìm tàu cá của Việt Nam. Philippines cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc và ủng hộ Việt Nam trong vụ tàu cá bị đánh chìm. Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh điều quan trọng là phải tránh những sự cố tương tự, đồng thời giải quyết sự khác biệt bằng cách tăng cường đối thoại và tin tưởng lẫn nhau. Cơ quan này còn bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam. Và cũng đề cập đến vụ tàu cá FB Kem của Philippines bị lực lượng Trung Quốc đâm chìm vào hồi năm ngoái, sau đó các thủy thủ đoàn được tàu của Việt Nam giải cứu. Kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát và lan rộng trên toàn cầu, Trung Quốc liên tục có những hành vi ngang ngược trên Biển Đông. Nói cách khác là nước này đã lợi dụng đại dịch để thúc đẩy các yêu sách và lợi ích trên Biển Đông, mà mới đây nhất là đưa nhóm tàu sân bay Liêu Ninh tập trận trên Biển Đông từ ngày 10 tháng 4. Đây là hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc và tàu hộ tống số hiệu 543 thuộc lớp TPIP-054A của Hải quân Trung Quốc bị lực lượng phòng hộ vệ trên biển của Nhật Bản phát hiện vào ngày 10 tháng 4, ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật Bản cung cấp. Vào ngày 16 tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đã gây bức xúc trong dư luận khi lợi dụng cơ hội ủng hộ Ý chống lại đại dịch để đăng ảnh
bức tranh vẽ đường lưỡi bò ở Biển Đông, bất kể tuyên bố đường lưỡi bò này đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở Hà Lan bác bỏ vào năm 2016 trong một vụ kiện Philippines kiện Trung Quốc. Vào ngày 23 tháng 3, Tân Hoa Xã đã công bố việc Trung Quốc xây dựng hai trạm nghiên cứu tại vùng bãi đá Súc Bi và đáy đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngày 13 tháng 4, Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã chính thức lên tiếng tuyên bố nhóm tàu chiến gồm tàu sân bay Liêu Ninh và 5 tàu hộ tống gồm 4 tàu chiến và 1 tàu hậu cần đã tiến vào Biển Đông tập trận sau khi hành tung của nhóm tàu bị phát giác bởi Nhật Bản và Đài Loan. Và cũng giống như những lần trước đây, phía Trung Quốc giữ kín về khu vực tập trận. Người phát ngôn của Hải quân Trung Quốc Cao Xuân đã nhấn mạnh đây là một hoạt động thường lệ mà đã được dự kiến từ trước và phù hợp với luật pháp quốc tế. Và các quốc gia có vùng biển tranh chấp với Trung Quốc đều bị Trung Quốc lợi dụng vào thời điểm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hoành hành ác liệt này để thị uy nhằm đe nẹt các nước khác. Đây là hình ảnh máy bay tiêm kích F-16 của Đài Loan áp sát máy bay ném bom của Trung Quốc khi nó tới gần tới hòn đảo này vào hồi tháng 2 năm 2020, ảnh do cơ quan quốc phòng Đài Loan cung cấp. Indonesia và Philippines, hai quốc gia có cùng vùng đặc quyền kinh tế, trồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế do Trung Quốc tự vẽ ra, cũng đã trở thành đối tượng bị Trung Quốc nhắm tới. Trong lúc các quan chức quốc phòng hàng đầu của Philippines như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Defin bị cách ly vì tiếp xúc với người nhiễm viêm phổi Vũ Hán, Bắc Kinh đã tăng cường sự hiện diện xung quanh bãi cạn Carbon và đá vành khăn. Theo chuyên gia Richard, điều này đã cảm thấy dấy lên lo ngại ở Manila rằng Trung Quốc sẽ lợi dụng tình hình này để quân sự hóa bất hợp pháp như đã làm với các thực thể khác ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và nhà phân tích Kezay cũng nhận định với CNBC một kênh như sau: dịch bệnh không làm Trung Quốc quên các vấn đề đối ngoại mà họ theo đuổi. Ngoài Biển Đông, Trung Quốc đã liên tục đưa các máy bay quân sự áp sát Đài Loan trong một tháng qua. Bắc Kinh cũng rõ ràng đang muốn gửi một thông điệp tới các quốc gia xung quanh Biển Đông rằng Trung Quốc sẽ không lùi bước trong bất kỳ trường hợp nào, song song với việc củng cố hình ảnh lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nhân dân trong nước. Và đặc biệt, trước diễn biến nhóm tàu sân bay Trung Quốc theo suy đoán sẽ tiến ra Tây Thái Bình Dương tập trận để thị uy sức mạnh, thì lại bẻ ngoặt về phía Nam khiến Đài Loan lập tức thể hiện sự thận trọng và cảnh giác. Và truyền thông của vùng lãnh thổ này cũng chuyển sự chú ý sang theo dõi hoạt động và động tĩnh của nhóm tàu chiến Trung Quốc và lo ngại sự vắng mặt của các tàu sân bay Mỹ có thể khiến Trung Quốc thừa nước đục thả câu. Và giới quan sát nhận định Trung Quốc đang cố tình tạo ra sự đối lập với Mỹ và chứng tỏ sự ưu việt vượt trội trong bối cảnh quân đội Mỹ, cường quốc hải quân của thế giới, đang bị dịch viêm phổi Vũ Hán gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là hình ảnh Mỹ hiện không có tàu sân bay nào đang hoạt động ở vùng Thái Bình Dương. Nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt đều đang neo đậu tại cảng sau khi phát hiện các thủy thủ bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Washington hiện không có tàu sân bay nào đang triển khai trên biển ở khu vực Thái Bình Dương và số người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán đã lên tới 4 con số ở những tàu sân bay này. Và không chỉ riêng trên biển, các hoạt động quân sự khác của Mỹ trên đất liền cũng bị tạm hoãn, bao gồm tập trận lớn nhất trong vòng 25 năm qua với các nước châu Âu hay việc rút quân khỏi Afghanistan. Tổng số ca nhiễm trong quân đội Mỹ hiện nay đã lên tới hơn 3.000 người với ít nhất 2 ca tử vong. Trong đó, ổ dịch lớn nhất là tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, con tàu vừa hoàn thành đợt huấn luyện và tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tuy không làm mất đi sức mạnh của hải quân đội Mỹ nhưng gây cản trở hoạt động của Mỹ rất nhiều và siêu cường quốc tế cũng đã tuyên bố là giảm bớt hoạt động từ bên ngoài. Một bản tin trên tờ Hoàn Cầu Thời báo vào ngày 13 tháng 4 đã dẫn lời một chuyên gia quân sự giấu tên ca ngợi việc Hải quân Trung Quốc công khai thông báo sẽ tiến hành tập trận trên Biển Đông đã cho thấy Bắc Kinh không hề lợi dụng viêm phổi Vũ Hán để làm bậy như cáo buộc của Mỹ. Và tờ Hoàn Cầu sau đó lập luận rằng việc nhóm tàu sân bay Trung Quốc vẫn tập trận như kế hoạch ban đầu đã vạch ra từ trước đã chứng minh quân đội Trung Quốc không hề bị ảnh hưởng bởi viêm phổi Vũ Hán, một động thái để so sánh với tình hình hiện tại của quân đội Mỹ. Và mục đích của tàu Hải Dương Địa chất 8 khi trở về quay lại Biển Đông cũng như những hoạt động động cơ thực sự của Trung Quốc vẫn là một câu hỏi lớn với giới nghiên cứu. Đây là hình ảnh bản đồ toàn bộ hoạt động suốt 4 tháng của tàu Hải Dương Địa chất 8 ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ tháng 7 cho đến tháng 10 năm 2019.
Tiến sĩ Sathu, Viện Nghiên cứu Houston cho rằng, về mặt kỹ thuật, tàu Hải Dương Địa chất 8 có thể đơn thuần phục vụ mưu đồ độc chiếm Biển Đông thông qua các việc khảo sát thực địa. Trung Quốc sẽ tiến hành khảo sát vì đây là một khâu rất quan trọng để triển khai binh lính. Ông nói, Trung Quốc hiện thiết lập các cơ sở nghiên cứu trên đảo nhân tạo của họ và họ biết rõ việc khảo sát này quan trọng như thế nào. Và về mặt chiến lược, khá nhiều ý kiến hiện nay đi theo hướng Trung Quốc đang lợi dụng việc các nước tập trung đối phó với đại dịch để giành thế áp đảo trong các câu chuyện tranh chấp. Và luật gia Hoàng Việt từ Đại học Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự đoán như sau. Chưa rõ động thái mới sắp tới của Bắc Trung Quốc sẽ làm gì, nhưng rất có khả năng là Trung Quốc sẽ lặp lại tình trạng của năm 2019. Trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra tuyên bố kêu gọi Trung Quốc tập trung vào nỗ lực hỗ trợ các nỗ lực quốc tế để chống đại dịch toàn cầu và ngừng lợi dụng thời điểm các quốc gia gặp khó khăn để mở rộng các yêu sách và bất hợp pháp của mình ở Biển Đông, thì Trung Quốc đã bất chấp lời kêu gọi tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm xâm chiếm lãnh thổ và khẳng định yêu sách Biển Đông. Và việc triển khai tàu khảo sát là một hành động của Trung Quốc để một lần nữa khẳng định chủ quyền vô căn cứ của mình trên Biển Đông. Trung Quốc liên tục tận dụng việc đại dịch viêm phổi Vũ Hán làm phân tán sự chú ý của quốc tế để tăng sự hiện diện trên Biển Đông, trong khi Mỹ và các nước khác đang gặp khó khăn trong đối phó với đại dịch. Và Việt Nam, từ hàng ngàn năm lịch sử qua, đã hiểu rất rõ tham vọng bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Và giờ đây, cần phải liên kết mạnh mẽ hơn nữa với Mỹ và các nước dân chủ và tự do trên thế giới để ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu và thủ đoạn đen tối mà Bắc Kinh gây ra cho đất nước và dân tộc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020. Bản tin tung virus đuổi tàu Mỹ, Trung Quốc bắt đầu xâm lấn Việt Nam. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.